Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tin học thật là đơn giản. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn tiếp bài 12, đó là cơ sở dữ liệu của AWS Cloud. Thì trong khuôn khổ bài này thì mình sẽ dạy cho các bạn về cơ sở dữ liệu là MySQL, một cái cơ sở rất là phổ biến. Thì đối với cơ sở dữ liệu thì nó có hai loại, và trên cloud của AWS thì nó cũng có hai loại. Nó phân ra là một loại là cơ sở dữ liệu có quan hệ và một loại là cơ sở dữ liệu không có quan hệ, người ta gọi là NoSQL. Thì đối với cái cơ sở dữ liệu mà có quan hệ ấy, thì ví dụ như là MySQL này, PostgreSQL, Oracle này, Microsoft SQL Server này, thì cơ sở dữ liệu có quan hệ là gì? Đó là ví dụ các cái bảng nó có sẽ có các cái quan hệ với nhau, ví dụ như là nhiều nhiều hoặc là một một nhiều. Thì để đảm bảo tính cơ sở dữ liệu thì nó sẽ xét các cái quan hệ giữa các cái bảng. Thì ví dụ khi một bảng ví dụ như là xóa hoặc update một record nào đó thì các cái bảng khác nó cũng sẽ xóa và update theo. Đấy thì còn đối với cơ sở dữ liệu mà có quan hệ thì ví dụ như MySQL thì người ta sẽ dùng trong các cái quy mô của dự án nó vừa vừa thôi, không quá lớn. Còn đối với các cái dự án lớn thì thường người ta sẽ hay dùng đến ví dụ như là cơ sở dữ liệu của Oracle, ví dụ như là bên ngân hàng thì người ta đao to búa lớn thì người ta sẽ dùng Oracle rất là nhiều. Còn những cái quy mô bình thường, ví dụ như các cái dự án về web và app nhỏ thì người ta sẽ phần lớn là dùng MySQL. Còn NoSQL thì cái tốc độ người ta cần truy xuất nhanh và đọc ghi người ta cần gọi là nhanh, ví dụ như những cái mạng xã hội lớn như là Facebook hoặc là Twitter thì người ta sẽ dùng đến cái NoSQL. Đấy, ví dụ như người ta sẽ Facebook thì hình như là nó đang dùng gọi là cái cơ sở dữ liệu NoSQL là Cassandra. Đấy, còn trên AWS thì nó sẽ có cái DynamoDB. Ok, bây giờ mình sẽ trong cái khuôn khổ bài này thì mình sẽ dạy cho các bạn là MySQL, cách cài đặt cái RDB, Relation Data Database, là cái cơ sở dữ liệu có quan hệ. Và sau khi thiết lập xong cái RDB thì mình sẽ để test với nó, thì mình sẽ cài thử một cái WordPress để mình test thử kết nối với RDB này xem có ok hay không. Ok, thì mình cũng sẽ đi từng bước thôi. Đầu tiên thì mình sẽ tạo cái database. Đầu tiên thì mình sẽ vào cái cloud của mình. Sau khi mình đã đăng nhập xong thì nó sẽ ra một cái màn hình như này. Đây, bây giờ mình sẽ vào cái JDS này. Hoặc là mình sẽ kéo xuống cái khu vực mà database này. Đấy, thì nó có rất là nhiều. RDS, DynamoDB, Elastic Cache. Thì tất cả những cái service này thì từ từ mình sẽ dạy cho các bạn lần lượt. Trong bài này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về RDS này. Ok, các bạn click vào đây. Như ngày xưa ấy, khi mà chưa có cloud này thì bình thường mình sẽ cài riêng một cái máy chủ. Và trên máy chủ đấy thì mình sẽ cài MySQL, và với các cái cơ sở dữ liệu lớn thì ví dụ mà cần cái performance mà cao thì mình sẽ phải cài đặt load balancing trên nhiều cái server khác nhau. Thì như ngày xưa ấy, mà chưa có AWS, chưa có cloud này thì để thiết lập ấy, thì nó cực kỳ là cực và tốn thời gian. Nhưng bây giờ ấy, nó sinh ra cái cloud này thì chỉ bằng các cái click chuột để thiết lập là mình đã có thể có một cái DB rất là nhanh chóng và có thể cân bằng tải và mở rộng quy mô gọi là trong giây lát. Ok, mình bắt đầu nhé. Thì đầu tiên mình sẽ vào database này. Đấy, ví dụ mình sẽ tạo một cái database, create database này. Ở đây nó có hai mode là standard và easy.
Đấy thì standard thì nó sẽ thiết lập nhiều cái chế độ như available, security, backup, rồi maintain. Còn easy thì nó sẽ gọi là tự thiết lập sẵn cho mình một cái số tính năng, nên là ở đây mình sẽ chọn standard để mình hướng dẫn cho các bạn. Đấy thì vào đây thì cơ sở dữ liệu có quan hệ thì nó có rất là nhiều loại đây. Đấy thì phổ biến nhất vẫn là MySQL. Còn các dự án làm cho khách hàng Nhật ấy, thì người ta hay dùng BotGree. Người Nhật rất thích dùng BotGree nhé. BotGree này thì nó được phát triển hình như là của tập đoàn tiên NTT thì của Nhật thì phải. Mình làm cái dự án cho Nhật ấy, thì ngày xưa thì rất là hay cài những cái này, tại vì nó support tiếng Nhật. Nó support bot tiếng Nhật rất là mạnh, có thể index được dữ liệu tiếng Nhật rất là nhanh. Đấy, ví dụ nó hay dùng cái gọi là Senna để Backkit để làm index dữ liệu tiếng Nhật này. Nó có phân tích sẵn nên là đối với các khách hàng dự án Nhật thì kể cả mình đang triển khai thì cũng hay dùng cái bot GraphQL này. Ok, còn thông thường thì mình sẽ là dùng MySQL này. Đấy thì ở đây mình sẽ cài version là 5.7. Đấy, ở đây nó có rất nhiều version, các bạn có thể tùy ý chọn nhé. Ok. Bước tiếp theo là template, thì ở đây nó sẽ có 3 loại product này, dev, test và free tier. Thì với các cái sản phẩm mà chạy thật thì mình mới chọn product này nhé, tại vì chọn cái này thì nó rất là tốn tiền. Product thì nó sẽ hỗ trợ ví dụ high available and fast, có nghĩa là cái tính hiện hữu và tốc độ performance của nó sẽ cực kỳ là nhanh. Đấy, còn đối với dev và test thì ví dụ như trong quá trình develop thì mình có thể chọn cái môi trường, ví dụ khi mà thiết lập cho môi trường dev và staging. Thì đối với các cái dự án làm phần mềm thì nó thường là có 3 môi trường: dev, staging và product. Sau khi mà mình thực hiện dev xong thì sẽ cho chạy staging để test. Staging chạy ok thì mình sẽ chạy lên môi trường product thật. Còn đối với mình để học tập và training và thử nghiệm thì mình sẽ chọn free trial. Cái này nó cực kỳ là rẻ tiền. Đấy thì nếu như các bạn chọn hai cái này thì nó khá đắt tiền, nên khi học các bạn để ý, bạn chọn cái này và học xong mà các bạn không dùng thì xóa đi để tránh phát sinh các cái chi phí mất tiền mà các bạn không biết. Đấy thì đối với cloud này thì các bạn cứ vô tình mà tạo xong mà bạn không xóa đi mà các bạn để đấy thì hàng tháng nó sẽ trả tiền bạn thôi. Bởi vì credit card thì mình đã nhập rồi, không chạy đi đâu được cả. Trừ khi các bạn ra ngân hàng bạn khóa lại thôi. Đấy thì với các bạn. Đấy, ok, thì tiếp theo là đến setting DB Instance Identifier là thì mỗi một cái cơ sở dữ liệu này nó sẽ có một cái tên này là duy nhất. Đấy thì mình ví dụ mình đặt tên là tên học thật là đơn giản. Đấy, đến tiếp theo thì login name thì mình sẽ để là admin đi. Password thì mình cũng để luôn là tên học thật là đơn giản này. Master password và confirm password này. Đấy. Ok. Đến bước tiếp theo ấy là nó sẽ cho phép mình chọn các cái loại backkit. Nhưng nếu các cái là product thì mình mới chọn là cái này nhé. Ví dụ standard class này. Đấy thì nó sẽ cho mình chọn cái gói cao hơn hoặc là optimize về bộ nhớ chẳng hạn. Đấy thì ở đây thì mình quy mô test thì nó sẽ mặc định cho mình một cái gói micro này, 1 GB này. Đấy thì mình sẽ chọn này thôi. Đấy thì các cái kiểu lưu trữ thì nó có hai kiểu, và general purpose thì nghĩa là cái này là để mặc định với tốc độ đọc ghi thông thường thôi. Còn nếu các bạn mà muốn đọc ghi nhanh hơn trong 1 giây là input output per second thì các bạn có thể chọn cái chế độ này. Đấy thì các bạn có thể thiết lập ở đây, nhưng mà thiết lập những cái này thì nó sẽ mất tiền tốn hơn. Đấy nên là tốt nhất là mình cứ để mặc định trong quá trình học tập để tránh phát sinh các cái chi phí không cần thiết. Đấy, solid auto scaling. Đấy, ví dụ như là nó sẽ tự động mở rộng các cái quy mô lên cho mình. Ví dụ như là dữ liệu càng nhiều lên thì nó sẽ tăng lên cho mình chẳng hạn. Đấy, ví dụ max ở đây là nó sẽ là mình để là 1.000 GB chẳng hạn.
mình có thể thiết lập theo ý mình tùy thích. Còn available duration thì cái này ấy, ví dụ như là mình muốn cái database của mình nó sẽ được tự động load balancing qua các role khác chẳng hạn, hoặc là đấy để cái tính ví dụ như là mình hosting ở một cái database ở một cái data center, ví dụ như là mình setting ở trên ví dụ như có nhiều role, ví dụ như là Amazon thì nó sẽ phân ra rất là nhiều role, thì mình sẽ có một bài mình nói riêng về cái này. Thì mỗi một quốc gia thì nó gọi là một role khác nhau, ví dụ như là ở Nhật này, Mỹ này, ở Việt Nam này hình như là chưa có, gần nhất là Singapore thôi. Nên nếu như các bạn mà thiết lập các cái dự án mà chạy ở châu Á, ví dụ ở Việt Nam hoặc châu Á, ở Việt Nam thì các bạn nên chọn là Singapore này nhé. Thì các bạn nên chọn là Singapore thì tốc độ truy xuất ở Việt Nam sẽ nhanh hơn. Ở đây thì mình đang chạy ở London. Đấy, tại vì mình đang hướng dẫn cho các bạn nên mình chọn London thôi. Còn Singapore thì mình đang chạy rất nhiều dự án thật nên mình không muốn vào đây để lộ thông tin cho khách hàng chẳng hạn. Đấy, ok. Thì đối với cái dự án mà mình chọn cái gói là product này thì nó sẽ sau mình thiết lập cái này. Đấy, còn ở đây thì mình sẽ chỉ để mình chọn là free tier nên là nó sẽ disable hết các cái option này của mình đi. Ok, đến tiếp theo là đến cái virtual private network. Là cái này nó sẽ như kiểu là một cái firewall vậy. Thì cái này nó có thể customize được, thì sau này mình sẽ dạy cho các bạn riêng một cái bài về VPC này, một cái mạng ảo ở trên cloud này. Ok, ở đây thì mình sẽ để mặc định vậy thôi. Đấy. Đấy, hoặc là mình sẽ tạo customize theo ý mình, ví dụ đây. Thôi tốt nhất là để mặc định vì tránh lada và cái này nó khá là mất thời gian. Ok, đến cái tiếp theo là cái Edition Config này, Subnet Security. À cái này nếu như các bạn là để no thì no chẳng hạn đúng không? Nếu các bạn để no thì cái database này nó sẽ chỉ truy cập ở local ở trong cái role của mình thôi, và mình sẽ không remote bên ngoài được. Thì nếu như các bạn muốn remote cái database này ở bên ngoài được ấy, thì các bạn chọn yes nhé, thì nó mới gán cho cái này một cái public IP. Thì từ cái máy tính của bạn hoặc là từ bất kỳ một nơi nào đó thì các bạn có thể truy cập đến cái database này được. Đấy, ở đây mình chọn yes để chốc nữa mình sẽ remote từ xa cho các bạn xem thử. Ở đây thì VPC Security Group, thì trong cái mạng ảo của mình thì nó sẽ thiết lập các cái Security Group riêng. Ví dụ ở đây mình sẽ tạo mới một cái cho cái database của mình đặt là tin học, thật là đơn giản, gọi là Security Group thì mình đặt là SG, RDS là Relation Database. Đấy, ok. Thì ví dụ như là trong một cái role của London thì chẳng hạn, thì nó sẽ có rất là nhiều các data center khác nhau. Thì nếu như mình không chọn thì nó sẽ để mặc định. Để ví dụ như cũng ở Hà Nội thì nó sẽ đặt data center Hà Nội, Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Hải Phòng chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ chia ra các cái role này khác nhau ở trong mỗi quốc gia nữa. Thì mình không chọn thì nó sẽ tự chọn cho mình. Thì port mặc định của cái cổng mặc định của cái MySQL thường là 3306, mình có thể customize riêng nhưng mà tốt nhất là mình cứ để vậy thôi. Đấy, tiếp theo là data authentication. Đấy thì mình sẽ để theo chế độ là password, có thể thiết lập theo cái IAM riêng. IAM thì mình đã có một bài dạy riêng về nó rồi, thì các bạn chưa biết thì các bạn có thể quay lại cái bài này để học. Tiếp theo sẽ là additional config. Đây thì ở trong đây mình sẽ thiết lập tên database. Tên database thì các bạn phải đặt nhé. Ví dụ là tin học
Thật là đơn giản. Ok. Đấy. Ở trên mình chọn database 5.7 nên đây nó sẽ để như này. Tiếp theo là backup. Ở đây học thì mình cũng chả cần phải backup làm gì cả. Đấy, thì mình có thể bỏ cái option này đi để không cần backup database. Tránh nhỡ mà nó chạy vào mình không biết thì lại mất tiền. Đấy, ví dụ có thể lưu cái backup này trong bao nhiêu ngày chẳng hạn. Đấy, ví dụ mình có thể chọn là không ngày, không lưu ngày nào. Đấy. Đấy, tốt nhất là mình bỏ backup. Đấy. Thì nếu như các dự án mà chạy thật thì mình nên backup dữ liệu nhé. Và backup thì đương nhiên là nó sẽ phát sinh chi phí rồi. Monitoring. Đấy, ví dụ như mình cần theo dõi là CPU hoặc là performance trong bao lâu chẳng hạn, bao nhiêu giây thì cập nhật một lần chẳng hạn, thì các bạn chọn vào đây thì các bạn có thể vào để quan sát cái database của các bạn xem là hiện tại performance nó load như nào, vào buổi tối thì load cao hay nhẹ, vào thời điểm ví dụ user truy cập nhiều chẳng hạn thì performance nó bao nhiêu chẳng hạn. Thì đối với các bạn mà quản trị mà các chạy các dự án thật thì các bạn cần phải tích vào option này để ví dụ những thời điểm các bạn bị truy cập cao lên cao chẳng hạn, database nó không chịu được nữa, thì thời điểm đấy thì các bạn có thể phải thiết lập để cho nó load 3 lần qua các cái server khác. Ok, với quy mô là bài học này thì mình sẽ bỏ cái này đi. Đấy. Lock. Lock ví dụ như là mình muốn kiểm soát lock của database chẳng hạn. Đấy thì nó có audit audit lock, error rồi render, render rồi show query lock. Thì cái lock này nó sẽ được bắn lên cái CloudWatch, thì các bạn sẽ vào đấy để xem. Đấy. Thì nếu cần thì các bạn tích vào tiết học. Trong quy mô bài học này thì mình sẽ không cần, thì mình bỏ ra. Đấy thì maintenance thì đây ở đây nó sẽ tự động update version cho các bạn. Rồi các cái dự án thật thì tự động backup upgrade version thì nó cũng hơi nguy hiểm. Tại vì ví dụ như là khi các bạn viết code thì đã tương thích với cái MySQL là 5.7. Ví dụ bây giờ nó lên 5.8 hoặc là 8.0 tự động nó update lên chẳng hạn, thì code của bạn có thể sẽ bị chết chẳng hạn, nên là tốt nhất là mình bỏ ra, không tự động update đối với product. Update thì đương nhiên nó sẽ được lợi về mặt là nó sẽ cập nhật security cho mình chẳng hạn. Nhưng mà code chết thì ai bảo đảm cho mình, thành ra là mình sẽ bỏ ra. Ở đây còn deletion, protection. Thì ví dụ như là mình enable tính năng này lên thì nó sẽ không cho bạn xóa ra tự động xóa database. Đấy, nên là với product thì cũng có thể các bạn cân nhắc chọn cái này để đảm bảo an toàn. Tại vì nhớ những cái người quản trị mà vô tình nhầm mà xóa phải thì rất là mệt. Thành ra là với product thì các bạn enable lên. Ok, sau khi thiết lập xong rồi thì ở đây nó có estimate cost hàng tháng của mình đây. Đấy, 12 tháng, all of you, GPS 750 giờ, 20 GB. Đấy thì với cái bản free trial này thì không thấy nó hiển thị cái tiền ra đây là bao nhiêu cả. Ok, thì bạn muốn biết thêm chi tiết của nó thì các bạn có thể bấm vào đây để biết thêm về cái gói này. Ok, mình bấm vào để tạo này, create database này. Ok, trong lúc thời gian mà chờ đợi nó tạo ấy, thì mình sẽ đi tạo một cái ok, đến bước tiếp theo của mình là tạo kết nối từ xa, nhưng mà để chốc nữa mà nó tạo xong thì mình mới test để các bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ đi cài thử một cái IC2 để mình test cái WordPress kết nối cái này cho các bạn trong cái thời gian chờ đợi này. IC2 thì mình đã có bài hướng dẫn các bạn tạo, các bạn hướng dẫn cài rồi, thì các bạn không biết thì có thể quay lại bài đấy. Trong bài này thì mình không nói chi tiết mà mình sẽ chạy nhanh thôi. Ok, run này. Ok, mình sẽ cài một cái máy chủ Linux của Amazon để mình test. Chọn Shutterbit này, Select này, Next này.
cái thông số này đấy này. À quên, mình sẽ cho nó tự động cài đặt các cái gói luôn để đỡ mất thời gian. Đây, ở đây thì mình đã viết sẵn script rồi, thì cái script này mình sẽ để dưới bài giảng nhé. Các bạn vào đấy copy để các bạn dùng. Đấy, thì khi mà quá trình cài cái máy chủ này thì nó sẽ tự động cài luôn này, BSB và các cái backkit liên quan để có thể sử dụng được này. Cài đặt web Apache này. Đấy, và từ mục web mặc định này. Và mình sẽ cài WordPress version 5.1.1 này. Đấy. À, cài xong thì nó sẽ tự động tải ra này. Và cài xong thì tự động nó sẽ xóa copy vào thư mục này, sau khi copy xong thì sẽ tự động xóa xóa đi này. Đấy, và trên quyền cho web content. Bài trên quyền thì mình cũng đã có riêng một bài rồi nhé. Các bạn là quay lại đấy để học để nắm rõ hơn về cái phân quyền trên Linux. Đấy, còn lệnh này là lệnh start và cho vào startup để nó start tự động thôi. Ok, next. Next. Ở đây thì nó sẽ cho phép mình ok, next. Đây, thiết lập cái lưu trữ thì mình cứ để mặc định thôi. Next này. Next etat thì để tên gọi giờ thôi, ví dụ name. Mình đặt đây ví dụ như máy chủ WordPress chẳng hạn. Next security group này, đây ví dụ là thiết lập cái nhóm security để bảo mật cái này. Đấy, thì mình sẽ tạo một cái ví dụ như là tin học thật là đơn giản ISG EC2 security group cho EC2 đúng không? Thì ở đây nó mặc định là cái bot là 22 có thể di chuyển truy cập vào được từ mọi nơi với cái lớp admin này. Đấy thì mình sẽ add thêm một cái là bot 80 đi chẳng hạn. HTTP là cho phép truy cập ra ngoài của web server đúng không? Đây mình cũng để em đi qua đi. Next review run này. Đấy, ok. Cài đặt thôi. Chọn key mặc định là tin học thật là đơn giản. Run. Ok, mình vào đây để xem là nó đã cài đặt này. Ok, nó đang cài đặt. Mình quay lại DB xem tạo DB xong chưa. Ok, nó báo là successful created database. Tin học thật là đơn giản, có nghĩa là mình đã xong rồi nhé. Đấy, thì mình bấm vào đây để mình xem thông tin của cái database này của mình. Bây giờ mình thử kết nối cái database này remote từ xa xem được chưa nhé. Endpoint là cái địa chỉ tên miền mà nó tạo ra để cho mình truy cập vào cái database này, cái tên host đấy. Đấy, ví dụ như là mình sẽ dùng Navicate đi chẳng hạn để mình kết nối chẳng hạn. Mình sẽ chọn là MySQL này. Ở đây thì con nickname ấy thì mình đặt là tin học thật là đơn giản. Host này, IP address để mình chọn này. Đấy. Admin thì user thì là lúc nãy hình như là admin. Mật khẩu thì cũng là tin học thật là đơn giản. Test connect này. Đấy, connect successful có nghĩa là ok. Ok, mình vào thử này. Đấy, trong đây có database là tin học thật là đơn giản. Chưa có bảng gì đúng không? Đấy, giúp mình tạo WordPress để mình thì nó sẽ tự động cài vào đây. Close Connect. Ok, mình sẽ quay lại cái web. Đây cũng vừa lúc cài xong rồi đúng không? Đấy, máy chủ WordPress này, tên này. Ok, đây là Global IP của nó này, mình chạy thử này. Đấy, nó đã
đã tự động cài cho mình hết rồi, bây giờ mình chỉ cần config thôi. Let's go. Thì tên database là tin học thật là đơn giản đúng không? Username là admin. Mật khẩu cũng là tin học thật là đơn giản. Tất nhiên là khi mà bạn lập thật các bạn đừng có đặt giống như mình nhé. Đặt kiểu này rất là nguy hiểm đúng không? Các bạn phải đặt password cho nó khó vào chứ không đặt cái kiểu như này. Ok, và database host của nó sẽ là, các bạn vào đây nhé, endpoint này, các bạn copy này. Đây, chỗ localhost các bạn paste vào đây. Prefix của table của WordPress thì nó để thế này. Ok. Sau khi tạo xong thì mình bấm submit. À, mình chưa chốt quyền security cho cái database này. Thì ví dụ như là muốn mà cái EC2 này, có nghĩa là cái server này mà truy cập vào được thì trong cái inbound ấy là các cái gói đi vào mình phải thiết lập security cho cái JDS này. Đây, ở đây mình sẽ vào một cái gọi là security group này. Đấy, nó connect như này là chắc chắn là sẽ không được, một lúc nữa là báo lỗi thì các bạn sẽ biết. Đấy, thì ở trong đây mình đã tạo ra hai cái là security group cho RDS là relation database, là cho database, và một cái là cho EC2. Thì mình phải ở trong inbound của cái security group này mình phải chớt quyền cho cái EC2 này vào. Thì mình copy cái ID này để chốc nữa bạn paste vào nhé. Đấy, lý do mình đặt tên riêng như này để khi các bạn vào security group này các bạn nhìn nó sẽ rõ ràng và tường minh. Ok, bây giờ mình vào cái security group của RDS này. Đấy, thì nó sẽ có inbound rule và outbound rule. Inbound là sẽ các cái packet đi vào thì mình cho phép các cái luồng nào đi vào thì mình thiết lập ở đây. Còn outbound thì thường là nó sẽ on traffic, có nghĩa là ở trong đi ra đúng không? Thì đương nhiên là mình cho phép đi mọi nơi rồi chẳng hạn. Ok, đây mình sẽ chọn edit này. Edit, mình sẽ add thêm một cái là cho phép cái EC2 đi vào cái code bot là 3600 MySQL này. Đấy. Sai bot rồi. Đây, nó phải là MySQL Angular này. Ok, gọi lại. Chắc ăn. Edit này. Add rule này. MySQL Angular. Các bạn để ý khi mà các bạn làm sai cái gì thì các bạn đừng bấm save lại mà các bạn quay lại và vào. Đấy, thì không nhiều khi mình thiết lập nó sai cái gì thì mình sẽ vào không được ấy. Mình không biết được kiểm soát lỗi như nào ấy. Ê, ở đây nó đang báo lỗi là không connect được ấy. Đấy, chắc chắn là nó đang bị cái firewall này nó chặn rồi. Đấy, thì ở đây các bạn sẽ cho phép cái ID lúc nãy mình copy đấy. Đấy, đây này. Tên của nó đây. Đấy, ok, sau khi mình cho vào rồi thì các bạn bấm save lại thôi. Sau khi lưu lại rồi thì các bạn vào đây các bạn try again lại này. Try again lại thì nó bắt mình nhập lại mật khẩu này, nhập lại submit. Đấy, một phát ăn liền đúng không? Ok, sau đó thì nó bắt mình phải tạo thành cái file config này trong WordPress. Các bạn copy cái file này, sau đó các bạn kết nối vào server thôi. Server thì các bạn dùng Booty hoặc Bonerosa là gì mốt tới nhé. Mình thì quen dùng Bonerosa vì nó có thể copy được các cái comment rất là tiện lợi. Đấy. Ở Việt Nam mình thấy mọi người hay dùng Booty là nhiều, nhưng ngày trước mình làm bên Nhật với các cái mấy ông Nhật thì mình thấy ông dùng Bonerosa là rất là nhiều, tại vì nó có thể thao tác copy bằng trên bàn phím các thứ, các cái phím tắt rất là dễ, nên là mình hay dùng cái này cho nó đơn giản. Ok, xem cái server EC2 của mình, EC2 này cái IP của nó là bao nhiêu nhé. À đây, IP đây rồi, copy này. Copy.
Key thì mình dùng chung, tin học thật là đơn giản. Ok, mình ok để vào này. Ok, để log in vào mà edit được file thì mình phải chọn là sudo này, để sụp qua admin này. So này. Đấy, mình phải log in qua admin này. Sau đó mình vào thư mục web này, va này, phần web này, HTML này. Thế mình xem trong đây có gì. Đấy, nó đã cài ra đây rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ tạo một cái file config này. V này. Quên. Copy này. Rồi, các bạn. Lệnh V này mình đã có một cái bài mình hướng dẫn các bạn rồi nhé. Các bạn nào chưa biết sử dụng cái lệnh V này thì các bạn quay lại cái bài đấy giúp mình nhé. Enter. Bấm Y để nó hiện ra chế độ Insert này thì mình copy file và text vào được nha. Ok, Ctrl A để copy hết cái config này của nó. Ctrl copy. Ok, vào đây mình chỉ đối với Bodorosa thì các bạn đánh chữ An V thì nó là Bét, từ Nguyễn Bét. Đấy, các bạn check lại config này. Ok, để lưu lại thì các bạn đánh Escape này. Hai chấm này. Escape 2 chấm rồi. Chạy chậm nhé. Undo để làm lại này. Insert lại. Các bàn phím của mình lên nó bị sao mà nó không ăn nhỉ? Bực nhỉ? Ở đây bây giờ mới được, hình như là mình đang bị đầy chế độ tiếng Việt. WQ lưu lại này. Enter. Ok, sau khi đã có file config rồi thì mình quay lại WordPress, mình chạy run install này. Đấy, site title ví dụ mình nhập là tin học thật là đơn giản. Username ví dụ mình nhập admin, password mình nhập là admin luôn. Đương nhiên khi mà làm thật thì các bạn đừng có nhập giống mình nhé. Đấy, nhập email vào mail đấy, bảo.nguyen@gmail.com. Ok. Ok, password nó báo yếu quá không được à. Như vậy thì 1, 2, 3 thế nào. Vẫn chưa được à. Thêm cái sáp nữa thôi. Thì confirm password này. Hình như được chứ đúng không? Admin này. Đấy, nếu mà bạn muốn không cho search engine mà các cái SEO mà nó connect đến cái WordPress của bạn thì các bạn có thể chọn disable này đi. Ok, bấm install này. Set luôn này. Log in này. Đấy. Admin. Admin này. Đấy, như vậy là các bạn đã có một cái WordPress rồi đúng không? Các bạn có thấy đơn giản không? Cực kỳ nhanh đúng không? Ok, các bạn quay lại xem còn gì không? Ok, đây là trên đây là toàn bộ cái bài về JDS của Cloud. Thì gần đây thì các cái dự án phần mềm ấy, thì người ta dùng cái JDS này rất là nhiều. Đấy, không phải cài đặt một cách lách cách. Tất nhiên là chi phí để triển khai JDS thì nó cũng tương đối là đắt, thành ra là các công ty thì thường người ta tiết kiệm thì sẽ thiết lập riêng cho một server. Thì trên cái chuỗi bài của mình đã có một cái bài hướng dẫn các bạn cài MySQL rất là tỉ mỉ rồi đấy.
bạn nào không biết thì có thể quay lại đấy để xem nhé. Ok, bài bài giảng của mình thì đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy cái bài của mình hay thì cho mình xin một like và subscribe cái kênh của mình để ủng hộ mình, để mình có thể tiếp tục ra nhiều các cái video để chia sẻ cho các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo nhé. Bye bye các bạn.